Với mong muốn duy trì và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc nói chung và các trò chơi dân gian nói riêng, giúp các em nhỏ cảm nhận được hương vị Tết truyền thống của Việt Nam, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện lại khung cảnh chợ quê ngày Tết ngay trên chính khuôn viên của trường mình. Mặc dù với nhiều tên gọi khác nhau như Hội chợ Xuân 2018, Vui Tết cổ truyền, Hội Xuân, Lưu giữ hồn quê Việt, Chợ Tết quê em, nhưng tất cả đều có chung một mục đích là mong muốn tái hiện lại khung cảnh chợ quê, bồi đắp vốn hiểu biết văn hóa Việt cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện, mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, hình thành cho trẻ kỹ năng trong giao tiếp, kỹ năng sống. Chỉ với 10 gian hàng được trưng bày ngay tại sân trường, nhưng cô và trò trường mầm non Đông Sơn, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa đã được sống trọn vẹn trong những ngày vui xuân ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc. Các em nhỏ còn được hóa thân thành những diễn viên trên sân khấu, được cùng các cô tham gia biểu diễn trang phục áo dài, tham gia hoạt động viết câu đối ý nghĩa. Tại trường mầm non Búp Sen Xanh, các gian hàng chợ quê với nhiều sản phẩm hấp dẫn do cả cô và trò chuẩn bị công phu như gian hàng ẩm thực, quầy bán đồ dùng, đồ chơi dân gian. Không gian sân trường tái hiện lại hình ảnh chợ quê một cách sinh động với những gian hàng mái lá, những gánh hàng rong, những chiếc bánh chưng cùng những câu đối đỏ đậm chất quê. Đây không chỉ là ngày hội đối với các em nhỏ mà còn cả với các bậc phụ huynh. Cha mẹ cùng con cái không chỉ được thưởng thức những món ăn truyền thống, dân dã mà còn được trở về tuổi thơ, hòa trong không khí ấm cúng, náo nhiệt của một phiên chợ quê truyền thống. Đối với trường mầm non Búp Sen Xanh thì chúng tôi rất quan tâm đến cái môi trường lễ trẻ làm trung tâm. Và trong các cái môi trường lễ trẻ làm trung tâm thì nó bao gồm rất nhiều các hoạt động. Chính vì vậy mà chúng tôi rất quan tâm để tạo cho các bé một cái môi trường để làm sao được các bé được giao lưu, được trải nghiệm. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái môi trường để làm sao giúp cho các bậc phụ huynh cùng các con trẻ được gần gũi nhau hơn và được trải nghiệm những cái buổi để các con thể hiện những cái kiến thức, kỹ năng mà các con đã được học tập trong cái thời gian của nhà trường. Những hoạt động ý nghĩa đậm nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền dân tộc có vai trò rất quan trọng trong giáo dục nhân cách cho con trẻ, qua đó giúp thế hệ tương lai của đất nước thêm yêu những giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ.